Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Thịnh Vượng trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy mà chương trình cung cấp đều nhận được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương, là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng. Kính chúc các gia chủ cùng gia đình tấn tài tấn lộc, công việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, trong không gian phòng ngủ thì giường ngủ chính là vật dụng không thể thiếu. Nếu như không có giường ngủ thì chắc hẳn căn phòng đó không được coi là phòng ngủ nữa, phải không nào? Chính bởi vai trò quan trọng như vậy, cho nên việc kê xếp, bài trí giường ngủ như thế nào cho hợp phong thủy là điều rất cần được chú trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận và sức khỏe của cả gia đình gia chủ. Hiện nay, một trong những vị trí kê giường mà nhiều gia đình tận dụng kê xếp đó chính là dưới bàn thờ hoặc là đối diện với bức tường phía sau bàn thờ. Thế nhưng các chuyên gia phong thủy lại cảnh báo rằng đây là một sai lầm đại kỵ, các gia chủ tuyệt đối không được phạm phải, kẻo gia chủ tán gia, bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Vậy tại sao cách kê giường này lại gây ra những vận hạn xui rủi nghiêm trọng như vậy? Và nếu như chẳng may phạm phải thì có cách nào để hóa giải hay không? Phong thủy Thịnh Vượng ngày hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc này ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trường hợp thứ nhất, kê giường ngủ dưới bàn thờ. Đối với trường hợp này, bạn có thể hình dung là bàn thờ sẽ ở ngay trên đầu các bạn và khi nằm, các bạn sẽ thấy hình ảnh bàn thờ lúc nào cũng xuất hiện ngay trước mắt mình. Bạn thấy sao khi ngủ mà hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần? Điều này sẽ làm các bạn thấy mỏi mắt, đau đầu, ảnh hưởng đến thần kinh suy nghĩ, khiến bạn thấy mệt mỏi hay nóng giận và khó ngủ. Đối với các cặp vợ chồng thì tình trạng này sẽ khiến họ hay cãi nhau, làm tình cảm gia đình rạn nứt và rất dễ ly hôn. Ngoài ra, đặt bàn thờ phía trên giường ngủ sẽ làm cho bạn cảm thấy áp lực, khiến bạn luôn lo sợ hay gặp ác mộng khi ngủ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc đặt bàn thờ trong phòng ngủ là điều không nên nếu bạn muốn có giấc ngủ ngon. Đây là lý do đầu tiên mà kê giường ngủ dưới bàn thờ là điều cấm kỵ. Kê giường ngủ dưới bàn thờ của các cụ có thể nhìn ra các hoạt động sinh hoạt bình thường của con cháu. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các bạn, khiến bạn làm gì cũng thấy không thoải mái, luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn và theo dõi mình. Trong không gian riêng tư của mình mà không được làm điều mình muốn, không được thể hiện bản thân, chắc chắn một điều rằng các bạn sẽ không thích chút nào. Đây là lý do tiếp theo mà chúng tôi đưa ra cho các bạn. Với hai lý do này, các bạn có thể thấy được ảnh hưởng xấu từ việc kê giường ngủ dưới bàn thờ sẽ mang đến hậu quả như thế nào rồi chứ. Nếu các bạn đang có ý định này thì hãy từ bỏ ngay lập tức. Hãy chọn cho mình vị trí kê giường khác để đảm bảo cho giấc ngủ cũng như sức khỏe của chính bạn. Nếu bạn đã trót kê giường ngủ dưới bàn thờ hoặc diện tích ngôi nhà không cho phép khiến bạn bắt buộc phải làm vậy, thì bạn cũng nên di chuyển vị trí giường ngủ đi chỗ khác. Không nên tiếp tục đặt giường ngủ ở vị trí đó nữa, bởi nó sẽ khiến sức khỏe của bạn gặp nhiều vấn đề. Trường hợp thứ hai, đầu giường ngủ đối diện với bức tường phía sau bàn thờ. Trường hợp này, bàn thờ và phòng ngủ được đặt ở hai không gian khác nhau, nhưng được kết nối thông qua một bức tường. Với cách kê này, bạn cũng nên tránh tuyệt đối không được làm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phòng thờ là nơi tâm linh thờ tự, tượng Phật, bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ thần Phật có trường khí đặc biệt linh thiêng, nằm ngủ đối đầu với những nơi thờ tự, ảnh hưởng tới thần kinh và có tính bất kính, khiếm nhã với các đấng tối cao. Nếu bạn kê giường ngủ ở vị trí này sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn. Các bạn vẫn sẽ có được giấc ngủ ngon, nhưng tinh thần thì sẽ không thoải mái, luôn cảm thấy áy náy hoặc có lỗi với các cụ. Một lời khuyên đó là nếu bạn đang có ý định kê giường ngủ như vậy thì hãy chọn một vị trí khác trong phòng thích hợp hơn. Còn nếu các bạn đã kê giường ngủ ở vị trí này thì nên di chuyển giường ngủ đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến mình, cũng như giúp bạn thấy thoải mái hơn trong cảm nhận cũng như suy nghĩ. Theo quan niệm của dân gian thì khi đặt giường ngủ dưới bàn thờ thì những không tốt xảy đến. Cụ thể, khi cái đầu giường ngủ ngay phía sau bàn thờ, vợ chồng dễ tranh cãi nhau, thậm chí đánh lộn nhau. Những người còn độc thân thì khó lập gia đình. Bất kể là đã lập gia đình hay chưa thì đều có khả năng xảy ra tình trạng lạnh nhạt về mặt tình cảm luyến ái, thậm chí rời bỏ gia đình đi tù.
kê giường ngủ nằm bên phải hoặc bên trái ở phía sau bàn thờ. Hai vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, đôi co, thậm chí đánh lộn nhau. Chân giường quay về hướng ngay phía sau bàn thờ. Giữa hai vợ chồng dễ to tiếng, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Một trong hai vợ chồng hoặc cả hai rất có thể gặp phải tai nạn khi ra khỏi nhà, nhất là xuất ngoại. Cách đặt giường ngủ như thế này tạo thành tư thế chân đạp thần linh. Theo quan niệm dân gian thì đó là biểu hiện của thái độ bất kính thần linh. Còn nếu xét theo góc độ khoa học, đặc điểm chung của con người là hay liên tưởng đến những gì diễn ra quanh mình. Nếu phòng ngủ đặt ngay sát phía sau bàn thờ, thì người ngủ ở đó sẽ thường xuyên phải ngửi mùi nhang khói, nghe những lời tụng niệm, đọc kinh, gõ mõ. Từ đó liên tưởng đến thần thánh, tổ tiên và những người đã qua đời. Cũng vì thế, trong tiềm thức, họ sẽ nảy sinh tư tưởng hướng về cõi tâm linh, nhạt dần với đời sống trần tục, với quan hệ tình cảm, lứa đôi. Với người chưa lập gia đình, ở độ tuổi từ 12 tới 60, thường xuyên sống ở phía sau bàn thờ thần Phật, thì cách suy nghĩ, quan niệm của họ về mặt tình cảm cũng như quan hệ giới tính đều sẽ khác với người bình thường. Hầu hết, họ đều không mấy hứng thú trong chuyện tình cảm mà có xu hướng thiền về cõi tâm linh, thần Phật. Theo đặc điểm sinh lý, thì ở độ tuổi dưới 12, thường thì trẻ em chưa hình thành tình cảm với người khác giới, cũng như chưa hề có ý niệm về quan hệ giới tính. Còn những người ở độ tuổi trên 60 là những người đang về già. Họ đã trải qua mọi giai đoạn phát triển về mặt sinh lý. Đây là giai đoạn mà nhu cầu tình cảm giảm dần. Nếu họ có ngay sau bàn thờ, thì những ảnh hưởng về mặt tâm linh có nhẹ hơn một chút. Giường ngủ là nơi để con người nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, kết nối tình cảm yêu thương vợ chồng, con cái, mang ý nghĩa đời thường, trần tục. Trong khi đó, bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, mang ý nghĩa tâm linh, thành kính. Chỉ với hai ý nghĩa đó thôi thì đã cho chúng ta thấy được rằng việc kê xếp giường ngủ cạnh bàn thờ là một điều bất hợp lý, phải không nào? Vậy, trong trường hợp gia chủ không may phạm phải lỗi này hoặc là có những kiến trúc gia đình không thể kê xếp ở vị trí khác thì có thể hóa giải hay không? Hãy cùng tham khảo những gợi ý sau đây của Phong Thủy Thịnh Vượng nhé! Đầu tiên, chúng ta cần nắm được lý do tại sao lại có cách hóa giải phòng ngủ phía sau bàn thờ. Khi thiết kế bài trí kiến trúc cho không gian căn phòng cũng như bài trí nội thất thì gia chủ nên có những sắp xếp khoa học để gia chủ có được sự lựa chọn tinh tế cũng như mang đến cho không gian căn phòng được thông thoáng, đảm bảo được tính phong thủy, cũng như người dùng có được sự thoải mái và tinh tế. Vậy theo quan niệm dân gian, chúng ta cần làm gì để hóa giải lỗi sai phong thủy, phòng ngủ phía sau bàn thờ? Nếu bài trí phòng ngủ gần phòng thờ hoặc giường ngủ kê đầu vào tường tiếp giáp với phòng thờ, đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ phạm vào yếu tố phong thủy. Do vậy, khi bài trí nội thất, gia chủ nên chú ý để có cách bài trí khoa học cũng như gặp được nhiều may mắn và thành công. Nếu bài trí không khoa học sẽ sinh ra nhiều bất trắc, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc, gia chủ dễ lâm vào tình cảnh chia ly, cãi vã, trục trặc. Nếu người độc thân mà ngủ sau bàn thờ sẽ bị cô độc, tình duyên không thuận lợi và không gặp được nhiều may mắn. Do vậy, việc lựa chọn bài trí giường ngủ cũng như bài trí phòng ngủ, gia chủ nên chọn và bài trí hợp lý. Như vậy gia chủ sẽ có được không gian sống thoải mái, đầy tiện ích nhất. Còn theo khoa học thì chúng ta cần làm gì để hóa giải lỗi sai phong thủy, phòng ngủ phía sau bàn thờ? Việc bài trí phòng ngủ cạnh phòng thờ, phòng ngủ sau lưng phòng thờ nên kiêng kỵ, bởi không gian căn phòng ngủ cần sự yên tĩnh. Nếu phòng ngủ lại gần phòng thờ sẽ khiến người ngủ giấc không sâu, mùi nhang khói tụng niệm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không gian các phòng thờ thiêng liêng, do vậy khi bài trí phòng ngủ cạnh phòng thờ sẽ ảnh hưởng đến nguồn sinh khí, khiến cho người dùng không có được nhiều may mắn, hạnh phúc, còn người độc thân sẽ bị cô quạnh. Do vậy, nên có cách bài trí hợp lý để căn phòng được đẹp, lôi cuốn, cũng như không gian căn phòng đẹp dễ chịu. Nếu các gia chủ không may phạm phải lỗi đại kỵ này, thì nên hóa giải theo hai cách sau đây, vừa dễ thực hiện mà lại mang tới hiệu quả tốt cho gia đình gia chủ. Thứ nhất, cách hóa giải phòng ngủ phía sau bàn thờ bằng cách dùng vách ngăn. Khi bài trí nội thất không phong thủy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính phong thủy cũng như không mang đến cho không gian căn phòng được thoải mái. Và hãy nên dùng những biện pháp hóa giải kịp thời để tránh được nhiều vấn đề không mong muốn xảy ra.
và việc lựa chọn những chiếc vách ngăn là cách hóa giải phòng ngủ phía sau bàn thờ, phòng ngủ trước phòng thờ, phòng ngủ sát phòng thờ là biện pháp tối ưu và nhiều gia chủ lựa chọn. Đây là cách hạn chế được nhiều vấn đề không mong muốn xảy ra, cũng như tạo nên được không gian căn phòng dễ chịu mà cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ và đảm bảo được tính phong thủy. Có thể dùng vách gỗ hoặc vách ngăn thạch cao, vừa đảm bảo được tính phong thủy cũng như mang đến cho không gian căn phòng được dễ chịu. Gia chủ sẽ có được những món đồ nội thất đẹp, trang trí cho căn phòng có tính thẩm mỹ và sang trọng. Như vậy, bàn thờ dựa lưng vào phòng ngủ gia chủ, hãy tìm một đơn vị thi công nội thất để thi công nên những chiếc vách ngăn đẹp, phù hợp với không gian sống, gia chủ sẽ có được sự tiện ích hơn hết. Thứ hai, cách hóa giải phòng ngủ phía sau bàn thờ, có thể đặt kê tủ quần áo chỗ liên tường. Để không gian căn phòng thoải mái, cũng như người dùng có được không gian sống dễ chịu, thì hãy nên lựa chọn chiếc tủ quần áo làm vật ngăn cản để mang đến cho không gian. Như vậy, căn phòng sẽ được tiện hơn. Và cũng sẽ tiết kiệm được chi phí trong thiết kế nội thất, mà lại còn đảm bảo được an toàn cho người dùng. Chắc chắn gia chủ sẽ có được căn phòng ngủ ngập tràn hạnh phúc và yếu tố phong thủy được đảm bảo nhất. Cách hóa giải phòng ngủ phía sau bàn thờ, hướng giường ngủ và bàn thờ có thể đặt kê tủ quần áo chỗ liên tường là biện pháp tối ưu nhất. Nếu căn phòng chưa đúng phong thủy, gia chủ hãy nên có những cách bài trí nội thất hợp lý. Thứ ba, cách khắc phục hiệu quả nhất, không chọn không gian phía sau bàn thờ để làm phòng ngủ. Nhưng cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này đó là sự tin tưởng và tình cảm của những người thường xuyên sống và sinh hoạt ở phía dưới bàn thờ sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng về tâm lý và tín ngưỡng. Vì vậy, cách hạn chế tốt nhất là chúng ta không nên chọn không gian phía sau bàn thờ để làm phòng ngủ. Để hóa giải sát khí do phòng ngủ nằm ngay phía sau bàn thờ gây nên, cách tốt nhất là chọn một vị trí khác thích hợp hơn để làm phòng ngủ, hoặc chọn một vị trí thích hợp trong nhà để làm nơi thờ tự cúng bái. Nếu không, bạn có thể sử dụng những biện pháp hóa giải khác như dùng ván gỗ hoặc bê tông ngăn cản phòng ngủ với bàn thờ, biến không gian ấy thành một lối đi tương đối thoải mái hoặc thành một cái kho để chứa đồ đạc. Vị trí hợp lý để làm phòng ngủ. Tốt nhất, giường ngủ nên có hai mặt kê gần tường, hoặc ít nhất là đầu giường phải có vách tường hay mặt phẳng vững chãi nào đó làm điểm tựa. Ngoài ra, nơi dễ tàn phong tụ khí nhất trong phòng ngủ chính là góc phòng. Rất thích hợp kê giường ở đây, giúp ích cho vận thế của chủ nhân. Nếu không thể kê đầu giường sát tường, thì bạn có thể thiết kế một giá sách để hóa giải cảm giác trống rỗng. Nhưng nhớ phía trên kệ sách phải gọn gàng, sạch sẽ, không được để đồ đạc lung tung. Thưa quý vị, bàn thờ tổ tiên tượng trưng cho tín ngưỡng dân gian, phong tục văn hóa truyền thống của dân tộc. Còn giường ngủ tượng trưng cho sự nghỉ ngơi, thư giãn là nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của con người. Chúng ta đều không thể thiếu một trong hai yếu tố này. Như vậy, để đảm bảo vừa kế tục, phát huy phong tục văn hóa truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, thì các gia chủ cần phải có sự bài trí không gian nhà ở hợp lý, tinh tế để cả gia đình luôn khỏe mạnh, bình an và may mắn. Và đó chính là những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy áp dụng cho chính gia đình của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.